Ui, thế này à? Trong nó sao nữa? Sao thế? Trong nó sao nữa? Sao? Đây, 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 giúp chị thử nào. Đứng lại đúng không? Xong làm nhá. Vẫn không được. Ôi, dạ này mình yếu quá. Theo sức là sushi mới được tập tạ, mới sắm được quả tạ sao? Muốn khỏe đẹp thì phải tập thế thôi. Phải quấy tay như này đúng không? Quấy chân như này đúng không? Đấy, khỏe từ đây, mình sẽ nhất thử mới được. Tưởng mỗi mình là sushi làm được. Ui, công nhận nặng thật đấy. Thế mà con chuột nhà con sushi á, hai cục to gấp đôi nhà mình cơ mà. Lại lần nữa mình không thể thua được. Ui, ui. Cái mông này thấy chưa, khổ tạ nhỏ này sao nhìn thế này, nhìn đi đây. Wow, em ăn gì mà em có thể làm được như thế? Từ từ, sao sao không, nó rơi vào chân chi. Để xuống, để xuống, để xuống, để xuống, để xuống. Ôi em ơi, 200 kg đây. Em bé như thế em còn tập được hai cục to. Chị cũng phải mua cái như này để cho nó lớn hơn em chứ. Đôi. Nhưng mà làm nào để tập được như thế, em dạy chị đi. Bây giờ nhá, chị đứng lên. Chị đứng lên. Làm cho em. Làm cho em. Ui, thế này à? Trong nó sao nữa? Sao thế? Trong nó sao nữa? Sao? Đây, 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 giúp chị thử nào. Đứng lại đúng không? Xong làm nhá. Sang bên đây, đồ bên này. Bên đây cho chị thoại nhìn chị nhá. Nhất định chị sẽ được. Chị chẳng biết xuống cối à. Còn là nhất định chị sẽ khuấy được. Mai chị mua cái bằng nửa lại thôi. Cho em cái này mang về. Cứ trở đi ăn đã. Tập tí đau hết cả bụng. Còn đói hết cả bụng nữa. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem vào ủng hộ mình và sắp